À, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. thì hôm nay à, tiếp tục các video chia sẻ chủ đề à, sử dụng máy tính thì mình tiếp tục chia sẻ thêm các bạn một số cái thông tin cơ bản đến các cái dòng CPU của Intel ở trên máy tính bàn các bạn nhé để các bạn có thêm thông tin tham khảo. À, thì à, video hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn thêm về các cái dòng CPU của trên à, về cái dòng cao cấp của Intel các bạn nhé đó là dòng Core i 7 thế hệ mới nhất thì uh, trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ các bạn một số video về các cái thông tin cơ bản uh, về các cái dòng CPU, uh, các cái dòng Core uh, chủ yếu là dành cho các bạn uh, mới sử dụng máy tính hoặc là các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về các cái dòng CPU, các bạn uh, build máy tính, các bạn uh, phục vụ công việc giải trí hoặc học tập nha. Đó. Thì uh, video này thì mình chỉ mang tính chất uh, chia sẻ thêm một số cái thông tin Đó. cập nhật thêm để uh, các bạn có thêm cái thông tin các bạn so sánh nha về các cái đời CPU còn những bạn nào mà đã sử dụng CPU sử dụng máy tính lâu năm để các bạn đã biết tra cứu các cái thông tin liên quan đến các cái dòng CPU thì các bạn có thể bỏ qua video này nhé để tránh làm mất thời gian của các bạn nhé rồi thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ với các bạn về hai cái dòng CPU à, cao cấp của Intel đó là Core i7 thế hệ đời 13 đó là i7 13700 và i7 14700 để chúng ta xem thử là sau một năm thì cái thông số cấu hình nó thay đổi như thế nào đó, tức là nó tăng nhiều hay là ít và có những cái phần nào thì nó không thay đổi bởi vì thực ra thì à, hai cái con CPU này thì nó mới chênh lệch nhau một năm thôi Đấy, cái dòng i7 13700 này thì à, nó được sản xuất vào quý 1 2023 còn cái dòng i7 à, 14700 thì à, ra mắt vào quý 1 2024 tức là mới nhất hiện nay và cái thời điểm mà mình đang chia sẻ các bạn ở đây là vào tháng 8 nha năm 2024 đó thì à, hai cái dòng này thì à, đều là sử dụng cái công nghệ mới các bạn nhé đấy công nghệ 10 nanomet và uh, nó sẽ có cái giá khá là cao bởi vì là thuộc dòng cao cấp mà i7 và i9 là hai cái dòng cao cấp giá khá cao so với cái dòng uh, i3 và i5 và hiện nay là vẫn đang có bán mới các bạn nhé Rồi thì uh, để tra cứu thông tin về các cái dòng CPU này thì các bạn sẽ sử dụng cái trình duyệt web của các bạn vào các bạn tra nhé Thì ở đây mình sẽ chia sẻ thêm các bạn. Uh, đầu tiên đó là CPU i7 13700. Đấy thì chúng ta sẽ tra như thế nào hoặc là i7 14700 Đầu tiên là cái con i7-13700 này thì chúng ta sẽ vào trang chủ của Intel để chúng ta tra các cái thông tin cơ bản đầy đủ và chính xác hơn Các bạn có thể sử dụng Chrome, Firefox hoặc là Cốc Cốc nha Ở đây mình sử dụng Cốc Cốc này Sau khi các bạn có Cốc Cốc lên thì các bạn gõ ở đây nhé. Ở đây thì mình sẽ tra cái con i7-13700 này trước ở Khi các bạn gõ i7-13700 vào các bạn nhấn Enter trên bàn phím hoặc là các bạn nhấn vào cái phím kính lúc Thì lúc đó các bạn kéo xuống nha chúng ta kéo xuống dưới này thì có một số cái trang web để họ sẽ cho chúng ta biết một số thông tin cơ bản về cái dòng CPU này nhưng mà thông thường thì chúng ta sẽ vào trang chủ của Intel để chúng ta kiểm tra cho nó chính xác và đầy đủ nha các bạn sẽ vào cái trang là Intel chấm intel vn này để ở dưới có ghi là bộ xử lý Intel Core i3 13700ID để chúng ta kích vào đây và sau khi các bạn kích vào thì cái trang web này đó, nó sẽ có một số thông tin rất là cơ bản ở đây đó. À, đầy đủ về bộ nhớ điểm là 30 mươi và sung lên đến là 5.2 chấm à, sung khá lớn và bộ nhớ đềm khá lớn các bạn nhé à, phải nói là intel từ cái đời thứ 12 hai trở lên thì à, cái sung tăng khá cao và cái bộ nhớ điểm tăng khá cao Để kể cả từ cái dòng i 3 đó Để chúng ta kéo xuống dưới này Để các bạn kéo cái thanh tường bên này này thì chúng ta sẽ có các cái mục cơ bản thiết yếu này à, thông tin kỹ thuật cpu à, thông tin bổ sung Để, thông số bộ nhớ vân vân các bạn kéo xuống dưới này các bạn tham khảo thêm ở đây mình lấy ví dụ như là chúng ta có cái mục đó là thiết yếu này thì các bạn đọc ở đây nhá chúng ta có là phân luận thẳng là desktop này thì tức là sử dụng cho máy tính bàn đó để số hiệu bộ xử lý y bảy mười ba bảy trăm có nghĩa là ký hiệu với con này đời 13 ba à, thuật in thạch bản là in thâu bảy có nghĩa là cái công nghệ 10 nanomet á thì kích thước của con chip bán dẫn ở trên cpu này. để đã, giảm xuống từ 14 bốn và hiện nay là chỉ còn 10 có nghĩa là in thâu bảy giá đề xuất cho khách hàng ở đây là 384 trăm tám mươi bốn usd cho đến 394 usd tức là đô la mỹ đấy thì cái giá này thì tùy vào từng nước bạn các bạn nhé tùy từng địa phương và từng thời điểm bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái cái phí vận chuyển và cái tiền thuế nữa các bạn nhé đấy thì chúng ta sẽ lát là chúng ta sẽ tra cứu cái giá này bán thực tế xem thử là bao nhiêu rồi đối với cái dòng mà uh, có 7 bảy mươi thì các bạn cũng tra tương tự nha chúng ta cũng vào uh, cốc cốc hoặc là group các bạn gõ cái, cái con này ra và chúng ta kiểm tra rồi và để cho thuận tiền và uh, dễ so sánh thì mình đã cập nhật ở hai cái cột này đấy các cái thông tin cơ bản ở đây à, và những cái phần nào mà mình phần nào mà nó có sự thay đổi thì mình đã để cái màu à, màu nó khác nhau một chút đấy tức là thay đổi nhiều hơn một chút các bạn nhé đầu tiên là về cái số loại các bạn nhé đấy số loại thì chúng ta sẽ có này i 7 7 700 thì có 16 loại và đến con cái i 7 đời 14 ấy thì nó đã lên 20 đó tức là chênh lệch nhau là chúng ta thấy rằng là tranh lệch bốn loại đấy thì ở đây về cái loại B là nó có vẫn giữ nguyên này Đấy, 8 loại B thì sang cái đời 14 vẫn giữ 8 loại B ở đây cả cái thông số là chủ yếu là mình so sánh cái sự chênh lệch thôi nhá và cái loại E thì từ 8 loại E và đã nâng lên là 12 loại E tức là loại E thì nó đã tăng lên là 4 loại à như vậy là cái con đời 14 này thì số loại E đã tăng lên 4 loại loại B thì vẫn giữ nguyên và chúng ta sẽ có kết quả là 16 và so với 20 là 4 Đấy, nhưng thực ra thì mình thấy là ở từ đời thứ 12 trở lên ấy, thì những cái dòng nào mà có loại e thì cái sung của loại e cũng khá cao đấy các bạn nhé chứ không hề thấp đâu để khá là cao à, và đó là cái đó là cái lý do mà vì sao là hiệu năng của những cái dòng cpu à, ví dụ như là i 7 trở lên đó, thì uh, nó hiệu năng của nó rất là cao rất là tốt nhé bởi vì cái loại e này sung khá là cao và ở đây các bạn để ý là đối với cái loại b thì nó có siêu phân luồng nhé còn loại e thì không cho nên là khi chúng ta tính ra ấy, thì 8 loại b này nhân đôi lên là chúng ta sẽ có 16 16 cộng với 8 loại e nữa là thành 24 thì đó là kết quả là cái con Y7 đời 13 là 16 loại và 24 luôn. Đó, có cái công nghệ sâu phân luôn. Bên này Y7 14.700 thì chúng ta lấy 8 nhân đôi lên là 16, 16 cộng với lại 12 loại E. Thì thành 28. Và số loại rất là nhiều. Đấy, rất nhiều các bạn nhé. Đấy. Rồi, đó là về cái số loại đã thay đổi 4 loại E. Và về cái tần số turbo tối đa thì có thay đổi cũng khá là đáng kể các bạn ạ. À, 5,2 và lên là 5,4 GHz thì chúng ta sẽ từ ra thì nó sẽ tăng lên là 0,2 GHz thì các bạn là nhân lên 0,2 các bạn nhân lên thì như vậy là chênh lệch khoảng hơn 200 MHz đấy so với cái dòng CPU mà chỉ cách nhau một năm thì mình thấy là cái sự tăng sung này cũng khá đáng kể đấy chứ không không phải là quá ít bởi vì thông thường này cứ khi mà tăng lên một đời ấy, thì Intel chỉ nâng lên khoảng 0,1 GHz thôi là nhớ ở đây cái con i7 này thì đã nâng lên là khoảng 0,2 À, thì các bạn nào mà sử dụng máy tính lâu năm thì các bạn thấy được cái vấn đề này nhá, đã tăng lên Thì cái này là mình cũng thấy có rất là nhiều người chia sẻ là à, Đối với cái dòng C CPU Core i7 này ở đời 14 là cái dòng mà được nâng cấp à, nhiều nhất So với các cái dòng Core i3, i5 và i9 à, à, Tất nhiên là trong thời gian vừa qua thì mình có nghe thông tin là các cái dòng i7 đời 13, đời 14 Thì nó có một số vấn đề về kỹ thuật, về quá nhiệt hay là về cái phần mềm gì đó à, Thì cái đó các bạn có thể tham khảo thêm ở trên in Internet nhé rồi. Về cái tần số cơ sở ấy, thì à, cái phần này mình bỏ đi này, cái phần này không có nha. Đây. Tần số cơ sở ở đây thì đối với loại B thì 5,1 và à, sang đời 14 thì đặt tăng lên 5,3, tức là cũng tăng lên 0,2 GHz. Đó, con tần số cơ sở loại B thì vẫn không thay đổi các bạn nhé Vẫn lấy là 2.1 đến 2.1 Thì có turbo tối đa là có tăng lên 0.2 thôi Về tần số turbo của loại E Đấy thì các bạn thấy rằng là từ 0.4.1 đã tăng lên 0.4.2 Tức là tăng lên 0.1 GHz nói chung thì cái tăng được không nhiều đó và mình thấy là đối với intel thì cái này là mình cũng thường xảy ra tức là đời sau một năm thì thường tăng chỉ tăng lên không 1 thôi và các bạn thấy rằng là cái cái sung của loại e ở trên cái con i7 cũng khá là cao đấy nha đấy 4,1 cho đến 4.2 khá là cao rồi về tần số cơ sở loại e thì vẫn giữ nguyên đấy 1,5 đến 1,5 chỉ tranh lệch ở cái sung cao nhất của loại e và sang cái đời các bạn để ý là sang cái đời thứ 12 trở lên thì cấu trúc của Intel đã thay đổi nhé À, tức là à, tinh kinh nhân CPU thì nó sẽ có hai cái loại loại B và loại E loại E thì cái loại hiệu suất thấp hơn làm các cái công việc nhẹ hơn còn khi mà máy tính của chúng ta mà làm công việc nặng hơn đó thì uh, CPU nó sẽ bắt đầu huy động thêm các cái loại B này để làm các cái công việc nặng hơn giúp cho cái CPU của chúng ta nó tối ưu năng lượng và có hiệu suất cao hơn à, tiếp theo là về cái FPSung để thì rõ ràng là hai dòng này không có FPSung bởi vì không phải là dòng K về GPU thì vẫn không có gì thay đổi vẫn là UHD Graphics 770 mới nhất hiện nay ở trên các cái dòng Core i rồi tần số đồng tối đa là 1.6 tần số đồng tối đa cũng không thay đổi vẫn để 1.6 công nghệ 10 nanomet về màn hình thì vẫn là hỗ trợ bốn cái màn hình ngoài có nghĩa là nếu chúng ta sử dụng cái bộ máy tính bàn có cái sử dụng cái dòng CPU này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta kết nối bốn cái màn hình ngoài cùng một lúc để chúng ta làm những công việc một lúc nhiều công việc nhiều hơn, tiết kiệm thời gian và nó sẽ tốt hơn. Về bù nhớ ram cũng không có gì thay đổi. Nếu mà sử dụng ram DDR bốn bớt cao nhất thì nó sẽ là ba nghìn hai, còn chúng ta sử dụng ram DDR năm thì nó sẽ có thể đẩy lên tốc độ là bốn tám, rất cao đấy so với cái dòng DDR 4 các bạn nhé. Về bù nhớ đệm thì có thay đổi một chút, đó là từ 30 và tăng lên 33 mươi ba Thì mình thấy là cái sự thay đổi này cũng cũng đáng kể rồi, mình thấy là cũng khá là được rồi các bạn nhé, chứ cũng không là, là ít đâu. 30 lên 33 mê là cũng được rồi về socket thì LGA 1700 giống nhau thì từ đời 12 trở lên đấy đời 12 đời 13 đời 14 thì uh, CPU vẫn sử dụng socket 1700 tức là sử dụng kim men giống nhau hết đấy thì bạn nào mà đang sử dụng cái dòng men sử dụng cho CPU đời 12 thì các bạn có thể sử dụng cho dòng CPU đời 13 đời 14 được ờ, nếu như nếu như mà chúng ta phát huy hết hiệu năng của con CPU nha về công suất thì cũng không có gì thay đổi vẫn giữ nguyên 65 cho đến 219 w tức là Công suất cơ bản là 65, còn nếu mà tối đa là chín Và các bạn thấy rằng là từ đời những cái dòng mà công nghệ 10 nanomet trở lên ấy, các cái dòng i7 đến i9 thì nó tiêu thụ điện năng khá là nhiều. Các bạn thấy rằng một cái con i7 mà nó tiêu thụ điện năng là 219 W đấy. Vừa là công nghệ mới vừa tiêu thụ điện năng nhiều như thế này thì các bạn thấy rằng cái, cái dòng này nó mạnh như thế nào. Đó và mình thấy là đời uh, đời 12, đời 13, đời 14 trở lên ấy, thì uh, Intel đã tăng cái số lượng cái loại E lên khá là nhiều các bạn nhé. Và cái lượng gọi E này, cái sung nó cũng không là thấp đâu, khá là cao đấy Cho nên là nó sẽ giúp cho cái dòng CPU chúng ta nó sẽ hiệu suất rất là tốt Rồi về cái thời điểm ra mắt thì đúng toàn 1 năm đấy Dòng đời 13 i7-13700 thì là quý 1-2023 Và đời 14-14700 à, thì vào quý 1-2024 Chúng ta thấy rằng là sau 1 năm nhé và về giá bán thì chúng ta sẽ search nhá Search trên Internet xem thử là nó sẽ giá bán bao nhiêu Vì hai dòng này hiện nay vẫn là dòng bán mới có các cái linh kiện mới để chúng ta biểu máy nha. Đây mình sẽ vào lại cốc nhá. thì lúc này mình vào đây rồi, à, thì chúng ta sẽ có thêm một số thông tin ở đây. ở à, đây đang bán các bạn này, ở đây thì mình vào trang web bất kỳ thôi nha. chứ mình cũng không à, để cho dễ kiểm tra thôi. Để chúng ta bấm lại này. đây. và các bạn lưu ý là khi các bạn kiểm tra đây thì có thể là có một số cái trang web để cái giá cũ nha. Ở đây thì dòng K cao hơn các bạn là dòng K i7 13700 dòng K thì vẫn còn 13 triệu 200 cái này là mình đánh ta ở đời 13 nhá à, rồi bây giờ mình sẽ kéo xuống dưới đi cho nó tiền nhá rồi, có thể là các bạn tra ở trên sàn đỏ Shopee Lazada còn là chúng ta kéo xuống dưới này chúng ta kiểm tra các cái trang web đây ở đây đang bán là i7 13700 này cái này là hộp chính hàng các bạn nhá bảo hành 36 tháng à, giá 10 triệu 499 000 có nghĩa là khoảng là 10 triệu rưỡi đó chúng ta lấy gần bằng là 10 triệu rưỡi đây Đó, trạng thái là còn hàng rồi ở đây này ở y 73 ngàn 700 16 nhân 20 luôn Đấy. Đấy, cái này là 79 triệu 700 nghìn có thể là cái giá này có thể là cái giá bưu máy này các bạn này rồi ở đây tao ghép ở dưới này vẫn thông báo là vẫn đang còn hàng giá vẫn là 10 triệu 490 ngàn 10 triệu rưỡi Đấy, cái này có thể là các cái bạn mua lẻ, mua lẻ CPU thì nó sẽ đắt hơn Còn khi các bạn mà build máy ở cửa hàng thì mình nghĩ là giá nó sẽ giảm xuống một chút nhé Bởi vì chúng ta là mua linh kiện của họ, bộ máy của họ thì giá có thể được giảm xuống Đấy, Rồi, ở đây thì uh, Một số này, đây cái, có thể là cái, cái này là cái gì mà rẻ thế này nhỉ Ở đây có 36 triệu, tám trăm ngàn, mình kích vào đây mình xem thử nhé à cái này là giá biêu máy các bạn ạ đây, giá biêu máy nha đây đây giá 6 triệu 990 ngàn là, là, hỗ trợ khi bưu máy thôi còn nếu mua lẻ thì vì hiện nay ấy, là giá vẫn là khoảng tầm 10 triệu rưỡi nha rồi chúng ta sang cái con i7 14.700 đây chúng ta kích vào đây nha 4.700 này rồi, nhấn enter đến bàn phím rồi chúng ta cũng vào đây chúng ta thấy này đây dòng ca thì đang bán 14 triệu 500 này Đấy, khá là cao nha chúng ta kéo xuống này đó, thì mình thấy là ở đây cái giá này tranh lệch không nhiều, ở đây đang bán là 10 triệu 590 000 này trạng thái con hàng này. Tức là bot chính hãng bảo hành 36 tháng. Đó, hàng chính hãng này. Rồi dưới này À, trạng thái con hàng đang bán là 10 triệu 999 ngàn tức là gần gần 11 triệu các bạn này Đó, bởi vì cái đời i7 14 này thì nó cao hơn để số nhân số luồng nó nhiều hơn Xung nó cũng cao hơn 10 triệu 999 ngàn gần 11 triệu này Đó. Ở dưới này thì vẫn bán giá có rẻ hơn chút để thoảng thái con hàng 10 triệu 399 ngàn đồng à, Đây Đang bán là 10 triệu 599 ngàn đồng Rồi như vậy thì cái giá bán của cái con i 74 700 này thì tùy thuộc vào từng cái cửa hàng và từng địa phương và từng thời điểm Và cái giá mình tra cho các bạn ở đây là vào thời điểm tháng 8 năm 2024 các bạn nhé Đó thì như vậy là nó sẽ tranh lệch Giữa cái con 13 700 và 14 700 này thì còn phụ thuộc vào cái cửa hàng bán À, và mình nghĩ là nó chênh lệch giá tiền cũng không nhiều. Đấy có chầu thì chênh lệch khoảng hơn 100 000 có trồ thì chênh lệch khoảng tầm uh, 3 4 5 000 gì đó. Đấy chênh lệch nhau từ 100 đến 3 400.000đ đối với hai cái dòng này. Đấy thì tùy các bạn, đó thì các bạn thấy rằng là uh, hai dòng này cũng gần về hiệu năng cũng cả xem xem nhau, tất nhiên là con i7 thì nó cao hơn một chút và giá tiền nó có thể chênh lệch thêm khoảng 3 400.000đ. À, thì các bạn chọn cái nào thì à, đó theo những nhu cầu của các bạn cũng như là theo điều kiện kinh tế các bạn nhé À, và mình nghĩ là đối với cái dòng i7 này các bạn mua để các bạn phục vụ à, công việc thì rất là tốt bởi vì là cái dòng i7 thì nó đã thiên về cái làm việc rồi còn nếu các bạn mà chơi game hoặc là chơi game nhẹ thì các bạn có thể sử dụng i3 và i5 là cũng khá là tốt rồi nhé rồi thì vừa rồi là mình vừa chia sẻ các bạn một số thông tin để liên quan đến các cái dòng uh, CPU cao cấp của uh, Intel i7 những cái đời mới nhất đời 13 700 và đời 14 uh, có hiệu năng khá là tốt trên các cái dòng máy tính bàn nhé để các bạn tham khảo thêm và mình xin dừng video đấy nhá Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video Và cho tất cả các bạn sử dụng máy tính thành công nhé để Sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ Thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhá Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn Và nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa Thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhá Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá Để mình có động lực làm thêm các video khác Chia sẻ cho tất cả các bạn nhá Rồi xin chào tất cả các bạn